Hi, xin chào mọi người. Hiện tại gia đình của Bằng đang ở đây Napoi mọi người. Đây là cái chỗ để dòm được toàn cảnh của cái cảng biển đây Napoi nè. Đó, đã chưa? Mọi người nhìn thấy không? Nguyên cái cảnh biển của đây Napoi có một chiếc du thuyền nhỏ nhỏ đang chạy. Bây giờ đang là cuối tháng 12 nhưng mà thời tiết rất là lạnh nha mọi người. Nhưng mà cũng đang có rất nhiều người đang chèo thuyền ở dưới. Đứng đây nhìn xuống thấy quá trời người đang chèo thuyền luôn. Và bên kia đâu quá trời du thuyền đang đậu. Nguyên một cái bãi luôn ha. Tí nữa thì Bằng sẽ đi lên trên kia. Lên trên đó mọi người. Ở phía trên đỉnh núi của ngay chỗ Đai Napoi. Ở đó có một cái đường đi bộ men ra ngoài biển rất là đẹp luôn. Bằng đã tới đây lần này lần thứ tư rồi đó. Nhưng mà chưa có cơ hội được đi men ra ngoài biển ở trên cái điểm ở trên đỉnh núi đó. Bởi vì mấy lần trước là lúc nào cũng bị đóng cửa hết. Nên là lần này Bằng đi lại là Đai Napoi. Hy vọng là hôm nay không phải đóng cửa. Bởi vì cái chỗ đó nếu mà gió lớn quá họ sẽ đóng cửa mọi người. Bởi vì nó đi men ra ngoài bờ biển á, ngoài cái vách núi. Nên là thường họ sợ nếu mà gió lớn quá sợ mình nguy hiểm nên họ đóng cửa. Bằng ra 3 lần rồi đều bị đóng cửa hết. Nên là lần này lên là hôm nay không có gió. Hy vọng là họ sẽ mở cửa cho mình đi thử. Ân thấy biển không Ân? Đi vô cái hang là đi đường nào quên rồi ta? Trên kia kìa. Lên trên đó xong rồi có cái đường ven ngoài biển. Mình chạy xe chứ không đi bộ được hả? Ừ, mình chạy xe nó đậu cho nó luôn. Ba! Sao con? Trời ơi, xa gì mà con cũng thấy nữa hả? Bắt đỏ dữ vậy? Ừ, xa gì mà cũng thấy luôn. Không thấy luôn á. Xa gì mà cũng thấy luôn. Cái này phải cái tấm dáng để lướt sóng ha. Phải không? Chắc nó đó. Bự ghê. Đó. Rồi bây giờ nó ngã hư á. Bây giờ mình đi lên trên đó hay sao? Ba. Hả? Sao? Ba. Ba. Ừ. Đúng rồi, người ta tô màu, người ta vẽ lên. Yeah, đúng rồi đó con. Vẽ gì đây? Chị ta sao? Ừ. Ồ. Vậy sao đây? Ok, đi lên trên đó nha. Vậy đi lên đó không? Đi lên nha. Yeah. Ok, đi. Lên xe chạy lên nha. Bây giờ là nhà của Bằng đã tới mọi người. Đây là cái chỗ để đi bộ ra ngoài biển ở đây Napoi nè mọi người. Ở đây có con voi dễ thương quá. America đâu? America đâu? Thằng thấy con voi dễ thương ha. America đâu chỉ một con thôi. Nguyên cái đó là America hả? Đây, cái này là cái đường để mình đi bộ ra ngoài biển nè. Hôm nay họ mở cửa mọi người. Đi bộ ngoài đó đó. Đi dài ngoài đó luôn. Đẹp lắm nha. Hôm nay không có gió nên là người ta vẫn còn mở cửa để mình đi. Mình tranh thủ mình đi thôi. Ok. Nha. Này giống nhà của thổ dân nha. Kicha. Nhà của thổ dân ha. Cẩn thận nha, cái này đường cát con phải đi cẩn thận á, không có chạy. Không được chạy nha, chỉ đi bộ thôi. Cái này là nói sao? Cái này là để làm cái gì đó? Tao nói gì? Con nói mày nghe, mẹ không có hiểu. Không biết. Cái này người ta để vậy là sao? No. No gì? No dogs, pets. Có nghĩa là không có cho thú cưng xuống đây con. Không có cho con thú, con chó, con gì đi xuống đây này. Đi. Hết. Không chạy nha, chỉ đi bộ thôi. Ok. Bước từng bước chứ không có sủi. Không cát. Không không sủi, không sủi cát. Ừ, trời như cái lâu đài với cái nhà gì. Thôi kìa. Mẹ không được cấp thế tại vì vậy gì đó. Mấy nhà như cái lâu đài luôn. Con cái thùng thư nó ghét à. Ừ. Đúng không mẹ? Thùng thư nhìn kiên cố ha. Ủa rồi có mấy thùng thư nhỏ nữa. Chắc của mấy cái nhà ở trong. Đấy, nó bự coi. Nào, nào, như bước, cái lâu đài luôn. Bước, bước, không có bước, bước chứ không có được sủi đất. Này bây giờ gia đình của Bằng đang đi men ra ngoài biển mọi người.
Cái đường này sẽ dẫn mình men ra ngoài biển nè. Vào mùa hè thì ở đây nó có hoa vàng á mọi người. Mấy cây trong đây nè, hoa vàng. Cái gì đây? Mở ra được mà. Mở ra. Đúng rồi. Đây, vô con. Nào gió quá nó mới đóng cửa thôi. Ok, go. Rồi, bây giờ mình đã vô rồi mọi người. Chú bên kia là biển, mọi người thấy biển không? Ân thấy biển không Ân? Khi nào mình gặp nguy hiểm mình mới thổi để kiếm sự cầu cứu thôi. Ok không? Thì nhờ người ta giúp đỡ mình mới thổi, đúng không? Không thể thổi lâu lâu cho ruột tại vì cho ruột quậy cách mình. Đúng rồi. Nếu mà mình thấy con gấu mình thổi cho con gấu bỏ chạy ha. Dạ. Cái con này lại bỏ chạy. À. Cái đường này đi cẩn thận nha, có chừng trơn nha. Dạ, cát á, cát dễ bị trượt. Ân đi nhanh lên xíu, Ân đi nhanh lên mà mi kìa. Không chạy, chỉ đi thôi, không chạy nha. Ở ngoài này có mấy cái chỗ cái ghế ngồi ngắm biển đẹp lắm mẹ. Ân lạnh không vậy Ân? Con có lạnh không vậy? Này em không đeo lạnh theo. Dạ. Em? Không có lạnh, áo len không lạnh. Rồi cái con tàu nó lớn lắm luôn á. Du thuyền ha. Mình đâu có lên được ở đâu con. Tại sao? Mình đứng trên núi mình nhìn xuống mà Ân. Mình đang ở trên núi mà. Hát bài gì 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 sao ta? Mà cùng nhau ta hát ta cùng nhà. Mình cùng nhau ta hát ta cùng nhà. Mình cùng nhau ta hát ta cùng nhà. Mình chờ mình năm mới yêu. 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Yeah, vỗ tay. Mèo 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 mèo. Mèo 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 Rồi, chờ đổi sang tiếng con chó nha. Gâu 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 gâu. Watch out. Watch out. Hôm nay là gia đình của Bằng đang ở Newport Beach mọi người. Và hôm nay sẽ đưa mọi người đi một cái vườn cây ở Newport Beach. Là Bằng cũng không biết cái vườn cây này đâu nha. Đây là đang trên đường gia đình Bằng hôm nay là chủ nhật nên là đi dạo biển chơi. Thì vô tình là nhìn thấy cái vườn cây này nó ở trên đường đó, nó để bảng quảng cáo đó là bắt mắt luôn. Đó là Sherman Library and Garden mọi người, ở Newport Beach. Nên là Bằng sẽ ngừng ở đây và vô quay phim chụp ảnh cho mọi người coi coi đêm đây có cái gì ha. Hồi nãy Bằng search online thấy là cái vé vào cổng đây là 5 đồng mỗi người mọi người. Em bé dưới 4 tuổi là phi, nên là hai đứa nhỏ của Bằng được phi rồi. Ok, rồi bây giờ mình vô mua vé nè. Hello, good morning. Pay the ticket first. How many are you looking? We have two adults and two kids under 3 years old. Okay, so just two adults. Okay. Can I use the Apple Pay? Yes. Okay. Great. Ray ơi, con quay ra đây đi. Okay. Con nghe cái mùi lá thông không? Nghe mùi lá thông không? Thơm không? Quên con bị nghẹt mũi mà con đâu nghe được mùi lá thông. Ba ngoài cái gì? Mùi lá thông. I swear. Yeah. Ok bây giờ mình đi vô nè, mua vé xong rồi. The priest ba hi, the priest. Yeah, vô đây, hai đứa. Wow, có đèn luôn. Ô, ban ngày cũng mở đèn luôn nè. Ba, quay đi, cái đèn. Họ đang có một cái event vào ban đêm mọi người, có 1000 cái bóng đèn ở trong đây. Nhưng mà cái event này là họ nói là hết vé rồi, họ không có bán vé nữa. Ở đây là họ có display những cái bóng đèn nè, 1000 bóng đèn, có chương trình âm nhạc luôn và có Santa Claus nữa. Wow. Giờ mình sẽ đi vô đây. Cái đèn này sao ban ngày nó vẫn sáng dữ ha. Ban ngày mà sáng vậy là ban đêm nó sáng dữ lắm luôn. Ơi,
cái lá nó người ta xịt á, người ta xịt sơn á, người ta xịt sơn á. Kìa đi ăn, tiếp tục ăn. Let's go. Wow wow, ăn ăn đi. Trời. Lần đầu tiên mới thấy cái cây này có trái bự vậy hả? Giống trái thông luôn ha. Thấy không? Trái bự ghê nè. Này cây gì vậy ta? Cây chuối. Đẹp lắm. Bé rồi, cổ nó hết bé rồi. Có chân, có gai á. Cái này có gai nè con, cẩn thận nha. Ok, careful nha. Qua đây ơi, đi tiếp ơi. Ồ đấy, có nhà hàng nè. Nhưng mà đi lộn rồi, mình phải đi hướng kia đi. Đường này vô nhà hàng rồi. Ok, vô bên kia. Cái gì có rồi? Nắm tay bà. Đi con. Tự đi. Ân tự đi. Đây nè. Yeah. Đẹp quá. Đi bấm tên. Wow, cái hông kia. Ice World. 300. Chụp. Yeah. Mình đi qua vườn cây đi ăn. Cái này là nhà hàng để ăn á. Chắc để ăn trưa, ăn sáng gì đó. Tí xíu mà mình coi nếu mà phù hợp thì mình ăn. Giống bắp cải vậy. Giống bắp cải hả? Ở đây có nhiều cái cây lạ lạ nha. Có cây thông mini kìa. Cây thông mini kìa. Bà ơi, cây cây giống như bông cải. Đúng rồi, có bông cải á. Ồ, này chắc để làm entertainment đây nè. No. Cái này là các loại cải em ơi. Này cải không nè? Cải đúng rồi, nhưng mà cái cải này cải cái gì lạ nha. Cải này đẹp ghê á. Trời ơi, cái bông bự. Cái bông cải nó nở ra đẹp quá hả? Nở ra nhìn đẹp ghê á. Ba cho nó vừa vô tí ông. Dạ con ông á. Rồi. Ok, qua đây nè. Ở trong đây có cái nhà gì nè? Muốn vô thử cái nhà này trước hay đi qua đây? Qua đây đi. Ồ, ở đây ban ngày họ vẫn mở đèn luôn nha mọi người. Ban ngày họ vẫn mở đèn. Chị làm gì vậy? Hai đứa ngoài sang này chụp hình nè. Hello. Hai đứa ngoài sang. Hôm nay chị mạnh như ta. Rồi, bỏ em xuống chị Hai Ân. Rồi đi lên đây nè. Lên đây nè Hai Ân. Này. Dạ. Qua đây trước đi. Qua đây, vô đây. Ồ giống candy quá ân. Mấy cây candy không? Mấy cây này giống mấy cây candy quá ân. Phải mấy cây candy không vậy? Candy cane. Candy cane là cái cây gậy candy á. Candy cane. Qua đây. À, lần đầu tiên bằng đi một cái vườn cây ở ngoài biển mọi người. Nó nằm ngoài biển near Bọc Bích luôn. Ồ mấy cái cây này cái bộ cái lá nó nhiều gai lắm nha. Mấy cây này cái gì lá nó gai quá trời gai luôn. Cái này giống cái hòn non bộ ha. Enjoy ghê á. Nào giờ mình ra New Bọc Bích thì chỉ biết có cảng cá với đi ngắm biển thôi. Chỉ có mấy chỗ hiking đi cặp ngoài biển. Đây là lần đầu tiên bằng mới biết là ngoài này có một cái vườn cây đẹp vậy á mọi người. Nếu cây nó hơi lạ lạ nha, giống như kiểu cây nhiệt đới hơn. Ở bên trong còn cái gì nữa kìa. Đi vô trong thử. Hai đứa. Vô trong đi ăn. Qua đây, hai đứa qua đây nè. Chay lên đi với chị kìa. Không sao, bước lên kìa. Chị hai nắm tay chay đi. Candy Hush hả? Carnival. Này chắc có sự kiện gì đó. Marshmallow. Ồ, dưới này nè. Cái này là chắc đang có cái sự kiện gì quá. Xuống đây em, qua đây nè. Cái này có cái gì nè, xuống đây coi em. Ủa?
Cái này họ cho mình viết lên em. Có cái viết này nhưng mà lấy đâu để viết lên không biết. Không biết lấy cái hình cái con đó ở đâu á để viết lên đó. Nè thấy người ta viết lên không? Viết ta treo lên nè. À, nhiều người ta viết xong ta treo lên nè. Mình biết lấy ở đâu ha. Mình hỏi thử. Yeah, có anh đang viết nè. Hỏi hỏi chút hỏi anh thử. Đây. Họ viết cái, lên cái con này xong rồi họ treo đây mọi người. Cái nhìn đã không? I squish for a cute. Yeah. Giống như mấy lời nguyện ước vậy ha. Em thấy ở đâu không? Yeah. Rồi, làm cái quà dưới đi, chạy đi, chạy đi. Lại đây con, chạy cho này. Bao gốc cây này to ghê. Không có giật xuống nha, chỉ nhìn thôi. Này, nó trèo quá trời luôn. Đã. Yeah. Hello, I am a gingerbread man. Con là gì? That's yellow, that was gingerbread. Yeah. JD, say hi, JD. Hi, JD. Where should I be? Giơ tay, JD. Yeah, vỗ tay chứ. Họ đi co cái gì đẹp quá vậy? Ủa cái này giấy cạnh đèn nè, tối hồi mở đèn á. Bây giờ nó cũng đang sáng nhưng mà tại trời nó sáng quá nhìn không thấy rõ. Ở sau lưng này là cái gift shop mọi người. Đây là cái gift shop thôi. The first gift shop hả? Mình sẽ coi đây. Đó làm cái hộp sen vậy nè em, thấy không? Thấy thương không? Trồng bụi sen nha thấy á. Mà tại sao nó lộ mờ mờ nước mờ mà sao quá cây vậy? Rêu quá con. Có cá luôn. Có cá khoai con nè. Cá chép. Khoai à, cá chép. Nó màu đó sao cá chép? Nó làm cái đó để hút nước xuống, để lọc nước cho cái mặt đừng có bị đóng cặn. Đây họ làm họ thiết kế mấy cái gì á? Nhỏ nhìn đẹp ha. Thì giống như kiểu mấy cái nhà của mấy cô tiên về bảy chú lùng. Okay. Bên đây nè. Cái này là gum. Gum em. Trời cái cây. Wow, cái cây mà lá hồng đỏ đẹp vậy. Ồ nó bị héo rồi chứ nếu mà nó còn mà đỏ tươi đẹp lắm nha. Nó héo mất tiêu rồi. Nó héo rồi hả? Chắc vô mùa đông rồi. Con candy, look at the candy, quá đẹp luôn. Wow, mình qua khu vườn kẹo anh ơi. Khu vườn kẹo. Trời ăn vô đó ngồi đi ba chụp tấm hình quá trời kẹo kìa. Quá trời kẹo luôn ngân. Trời ơi, quá trời kẹo luôn. Đó, quá trời kẹo luôn. Quá trời kẹo luôn. Thấy không? Chị thấy không? Ăn thấy không? Quá trời kẹo luôn. Thấy kẹo không vậy? Hai đứa có đứa nào thấy kẹo không? Mẹ nhìn mẹ nè. Đây đi. Nhìn mẹ. Trong vườn cây có cây bồ đề mọi người. Đây là cây bồ đề nè. Cái bồ đề nè. Nè cái bồ đề nè, lá hình trái tim nè. Cây bồ đề. Hả? Con thấy cái bồ đề không? Cái lá hình trái tim thấy không? Đây rồi. Nè, con nhìn nè, thấy không? Lá hình trái tim á. Okay.
chanh. Cái này cây Magnolia. Ừ. Đúng rồi. Wow, đẹp quá vậy. Làm mấy cái đồng xu dán là nhìn đẹp không? Đẹp quá. Nó làm thì mới có thêm gì kia. Thế này cây chanh em. Lê mình giống chanh gì đó. Jasmine nè. À hả? Này chắc là dạng thảo mộc. Này cũng là này là lavendula. Ở đây nữa. Còn đây nữa. Ô giường bướm bướm. Bướm 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 bướm. Vô. Này khu rừng nhiệt đới. Này bướm bướm. Trời quay lại mày coi coi. Bướm. Ăn. Ba nè, mẹ nhìn nè. Mẹ nè, nhìn mẹ đi, nhìn mẹ đi. Con làm gì? Xích vô rồi, xích vô, xích vô. Coi chừng có con sư tử nè. Ồ, ở đây nó phải giữ cho nhiệt độ nóng lên nè, không? Bước vô đây nghe nóng liền luôn. Ồ, chỗ này có đường, có rùa đi ngang nè nha. Ghi nè. Rùa băng ngang qua đây nè. Coi chừng thấy, coi coi thấy rùa nào không nha. Thấy có con rùa nào đi ngang không? Đúng rồi, phải cho nó đi qua. Xin gặp Red Man rồi, hai đứa đứng kế bên. Chay, đâu chay, chay. Đứng kế bên, đứng kế bên. Cái đó phải kẹo đâu chay. Hai đứa đứng kế bên này cho thỉnh này cho. Ồ, cây lá buông. Gài dữ ạ. Qua đây nè, qua đây, hai đứa qua đây. Coi cá nè. Cá bự luôn á. Cô bay rồi. Cô bay rồi kìa. Ô cây chuối. Có cây chuối nè em. Ơi cây này cây bông chuối hả? Ờ giống cây dừa vậy. Em. Phải cây dừa không? Có trái luôn à. Có trái dừa luôn à. Không có sợ đâu nè. Bày rùa luôn. Đây nhìn đưa tay chỉ cho con rùa mày coi coi. Oh. Nhìn mẹ, nhìn mẹ. Nhìn mẹ. Đừng nhìn thẳng mẹ nè. Bây giờ là gia đình của Bằng sẽ chia tay với cái vườn hoa Sherman Garden and Library mọi người. Ở Newport Beach. Thì cái vườn này cũng nhỏ lắm nha, không có lớn lắm đâu. Nhưng mà vé 5 đồng mỗi người thì cũng ok, đi cho biết cũng được. Nhưng mà có nhiều cái loại cây cũng là lạ mọi người. Nên là nếu mà có dịp đến Newport Beach thì mình có thể ghé. Nếu mà tự nhiên chạy xuống đây đi thì không cần thiết lắm. Nhưng mà nếu mà có dịp ghé Newport Beach thì cũng nên đi cái vườn cây này cho biết. Bởi vì ở trong đó họ trang trí cũng rất là đẹp. Cái người chủ vườn này họ có tâm hồn trang trí nha, rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà cây thì không nhiều, vườn cây cũng không có lớn bằng những cái vườn cây khác mà Bằng đã từng đi ở Cali, như là The Kensal Garden hay là Huntington Library. Mấy cái vườn cây đó thì nó lớn hơn nhiều mọi người. Ok, thôi bây giờ đi thôi.